người mà không nơi nua là em đây. Ôi trời ơi, thân quá, hai mà thân thế, thân không hề tưởng tượng được mức độ nào ấy. Hỏi cái đã, này hương kia ngự hở trên tường, nước đá hai đẹp nược nường nữ ca. Xưa kia mụ đẹp nhất trần, ngày nay thị tớ muôn phần đẹp hơn. Thì hương đáp rằng, xưa kia bà đẹp nhất trần, ngày nay khó thị mỹ muôn phần đẹp hơn. Nàng ta ở khóm cây tre, tại nhà của chú đang hòe hóp em. Này, cái gì đấy? Sao lại nói xấu hòe của tớ thế hả? Nói xấu hòe cái gì? Đến đây làm gì? Hòe không có nhà đâu. Hòe không có nhà chứ gì? Vượng ơi, Vượng, ra đây, ra đây mợ bảo cái này. Vượng ơi, này, Vượng ơi, ra đây mợ bảo, đi vắng hết rồi nhá, mà chỉ có mít ở nhà thôi. Thằng đây làm gì đấy? Này, sang đây á, sang đây để đưa thuốc cho hòe. Việc gì mà ăn nói chỏng lỏn thế hả? Thỏng hòn đấy làm gì được nào? Trời ơi, làm gì được nào? Này, đây nói cho mà biết chứ, mụ á, mụ chỉ là người đàn bà, coi như là bại phu sát tử thôi nhá. Ôi trời ơi, bại phu sát tử nghĩa là như thế nào ấy nhỉ? Trời ơi, bại phu sát tử mà không biết là người đàn bà ấy, hại chồng hại con, nghe chưa? Ờ, thế bà là cái gì? À, đây á, đây là vượng phu ích tử. Vượng phu ích tử. À, đúng rồi, trời ơi. Này, cái gì? Thốt cả ruột, ăn nói cho cẩn thận nhá, không phải răng môi lẫn lộn nhá. Thôi hại chồng hại con bao giờ hả? Này này này, không hại chồng hại con á, mà lại đánh tiết canh trâu cho chồng ăn để hòe đi tướt trũng hết cả mắt cả mũi vào. Bây giờ phải mang cuốc sang đây. Trời ơi, này, đấy không phải là tiết canh đâu, mà là tiết canh bò nhá. Tiết canh bò, chả ai đánh tiết canh bò bao giờ cả. Thế mà cũng gọi làm hòe coi nhà đi tướt coi nhà ốm đau, coi nhà trũng cả mắt vào, không có con này mang thuốc đến này thì có mà. Ôi giời ơi, dỗ đầu nào. Rồi cái gì đấy mà phủ phui cái mồm mà đi đấy, mà nói dỗ đầu hoa. Thôi biến 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 về đi. Này này, tôi hỏi nhá, nhà này là nhà của hòe chứ nhà của mụ này mà mụ đuổi. Thế nhưng mà mít là vợ của hòe. Mít là vợ của hòe được chưa? Vợ của hòe. Này, cái gì? Giấy đăng ký kết hôn đâu hả? Mà đòi coi là vợ của hòe. Đây nói cho mà biết nhá, đây ấy, này yêu nhau từ thuở ấu thơ, lấy nhau 3 lần trong đời rồi đấy nhá. Trời ơi, lúc nào gặp mít cũng yêu nhau từ thuở ấu thơ, lấy nhau nó 3 lần rồi nhá. Riêng con này nhá, không cần đăng ký, không cần kết hôn đấy, cứ hở với hòe đấy mà giang ở với hòe đấy, thức chưa? Này, thức thì đấm ngực mà chết đi. Việc gì mà phải đấm ngực mà chết? Này, đây nói cho mà biết nhá, cứ mà như thế thì có ngày á, có ngày phạm phòng mà chết. Này này, thế phạm phòng là cái gì nhỉ? Ôi giời, phạm phòng là cái gì mà chả biết, sao mà ngu thế? Này này, bà bảo anh ngu, phạm phòng là cái gì mà nói đi. Phạm phòng á, phạm phòng là mụ này còn trẻ nhá, hòe tớ tuổi cao rồi. Ôi có trời. Ngày á, có ngày cứ thế còn phải gió mà cứ trợn mắt lên há hốc mồm ra, mà có ngày đi tắm. Trời ơi, này này này, thờ lên gáy mình thêm nhá, riêng mít lúc nào cũng phải có sừng có mực nhá. Thế còn dây này, rang dây thì cái khớ mua bà thêm bà xó thôi, lúc nào cũng lượn ra lượn vào thế này, hỏng ha hỏng hẹo mơn dớn hòe, mà hòe gặp phải không khéo là rụng xương rồi. Này này này, rụng xương mà rụng xương thế nào? Đây á, hòe để đấy cho vui thôi nhá, còn đây á, đây thích hòe lúc nào nó được lúc ấy ngay. Ôi trời ơi, thích hòe lúc nào là được lúc ấy, mày thả cần phải hỏi ai cả, cứ vào bát mình là mình chén đã. Rồi này, chén đi. Úi giời, chén nhiều vào. Chén này nhiều. Này, cứ chén ở đây á, đây á, không có đây chữa thuốc á thì có mà hòe. Hòe đâu? Này, tòng. Thông hết thì mà thông, nói cho mình biết nhá. Khó giỏi thì phở mà không hạch mà khứa đi. Trời ơi, ai cứ này, đời. Đây nói cho mà biết nhá, đây là cháu 3 đời của cụ Lang rồi đấy. Không thèm mở phòng mà bắt mạch gì cả. Nhưng mà này, cam thảo này, bạch tuộc này, coi như biết hết. Có vẻ ra thông, ra giáo, ra thuyền gớm để chả ra thông, ra không khiến nhá, không khiến cho bệnh cho hòe. Biến đi khẩn trương, trông chồng như là con thì lở ra. Này này, trông như là tôi lắc được dây nhá. Lập chuyện thôi mà ba muốn đi nhá. Nói hiểu như là này này, đừng có kiểu nói thôi mà biết là thấu như là ba Này, làm cái gì đấy ạ? Làm sao mà xe không đi để bê thế này? Cô chả biết cái gì cả. Sao? Xe đi để mà nó mòn hết lốp à? Trời ơi, sao mà bố con thì không kẹp gì thế nào? Giống đâu thế không biết được.
Để bao giờ ra ngoài giữa đường cái mới đi cho nó ngon chứ. Đây đây, về đây thì bảo con mụ này thang lây khiếm khớ giữ bệnh cho bố con, để mà mơn thớn bố con đây. Mơn thớn thông nhìn như thấu như con ma già này. Này, ôi dồi, vợ nhìn này, trông mụ mít này như là bù nhìn coi chim ấy nhờ. Được trông sâu như thế này cơ mà. Được rồi, được rồi. Cả hai cô xấu lắm. Trời ơi, xấu lắm. Thì cô là khinh thôi, con mụ này rất xấu. Này, vượng trông con đoan trang thủy mị như thế này, chứ không phải là con mụ mít hại chồng nhỉ. Thôi, nói tóm lại, sáng sớm cô sang nhà cháu có việc gì? Thảo mang thuốc cho bố cháu. Này, Thoan thả vợ mang thuốc thôi, thán tỉnh đấy. Tán tỉnh gì? Sáng tán tỉnh à? Thuốc còn sao nữa? Thuốc của bố cháu đấy chứ. Thuốc gì, thuốc nào? Này, không có thuốc của bố cháu á. Này, bố cháu mà uống thuốc của cô, chỉ một liều thôi là khỏi. Trời ơi, không có cái chuyện hỏi đi dứt thôi mà nói đi nói lại rất nhiều lần. Thuốc khỏi là do cái thuốc giải bả của vợ nhá. Nói tóm lại, bố cháu khỏi là do tổng hợp các loại thuốc. Có cả thuốc của cô, cả thuốc của cháu và thuốc cả của cô nữa. Đặc biệt là gì bấm huyệt thêm thêm do hòe hòe mới gọi. Huyệt nào bấm huyệt nào này, huyệt nào nói ra để mà ăn sắp nghề à? Ăn sắp nghề thuốc của cô nhỉ vợ nhỉ? Cái gì đấy, làm sao mà tự nhiên lại khóc đấy biết? Đấy, làm sao đấy? Rồi làm sao đấy? Cháu khóc vì bố cháu. Bố con bị tai nạn à? Tai nạn à? Đúng. Tai nạn làm sao? Bởi vì gặp hạn khi gặp hai người. Làm sao? Sức này sang đây cãi nhau chả là tai nạn à? Ngày thường chưa gặp hai người thì bố cháu có thế đâu. Khổ quá, thế nhưng mà cô vẫn điều chỉnh được mình. Nhưng con vụ này lúc nào sang đây cũng kiếm cớ. Nhưng mà cô mang thuốc cho bố cháu ấy mà. Cho bố cháu khỏi chưa, bố cháu đi đâu? Thôi, bố cháu sang bên ngoài ăn gõ rồi, cô về đi. Thôi về đi. Cô phải chờ bằng được bố cháu mới về thì cô mới về. Cô phải đưa thuốc cho bố cháu. Bố cháu phải uống liên tục thuốc của cô trong 2 năm liền mới khỏi. Này, thuốc bạc gì mà 2 năm mới khỏi, bị thần kinh à? Thần kinh cái gì? 2 năm mới khỏi nhá. 2 năm mới khỏi cái gì? Về đi nhá. Con. Ôi bố. Sao bố đẹp dai mà lại khổ thế này? Bố đi ăn cơm à? Gì mà đông bôi thế này? Bố. Thời ơi, cái đầu gậy nó bẩn, bố đi chọc cái gì? Thế bẩn quá cơ. Thế này, định đi văn nghệ à? Văn nghệ đâu? Tiểu phẩm mới à? Tiểu phẩm mới, nhưng mà bố phải về bố đạo diễn đi. Có ngay, làm ngay. Giải quyết gì em nói tôi à biết. Khỏe đi vắng, con đi vắng. Ở nhà con mụ này chuyên môn cầm cái đàn tuyết đều sang đây để mà khiêu chiến với em. Trời không ơi. Phải thế đâu anh Huệ. Này, em sang đây để đưa thuốc cho Huệ uống để chất khỏi đi tướt ngay mà Huệ. Khỏi rồi. Khỏi đâu rồi? Khỏi đâu rồi? Thôi, đây. Bố lên. Nào, đạo diễn đây. Đứng chưa đây? Đây, hai diễn viên. Bây giờ bố phải tìm cách thế nào dàn dựng cái tiểu phẩm này nó thành công rực rỡ nhá. Tao có nghĩa là bố chọn ai thì chọn đi, cứ để ngày nào các cô sang nhà mình cãi nhau thế này thì làm sao chịu được, hàng xóm họ lại chửi cho. Ôi, mọi ơi, bây giờ tao giao toàn quyền cho mày, mày giải quyết đi. Tại sao mày giao cho con? Tao tin mày, mày là con tao mà. Này, em nói rồi mày biết nhá, mày không phải thầm thì với thằng Phượng nhá. Con mụ này em đã không điểm thấp với nó bao nhiêu lần rồi, thế mà cứ rằng đấy khiêu chiến với em mà em đã không thấp rồi mà còn cứ ẩu đả với em. Thôi. Nói gì ăn không nên lời, nói không nên lời, ngọng líu ngọng leo cứ hay nói. Này, ai bảo ăn không nên lời nói không nên lời? Thôi, ai làm mà này, em bảo đây, nhân đây ý, ăn không nên lời nói không nên lời. Hè đi vắng một cái là ở Thiên Phú huyện ấy, người ta thành lập một cái không thi văn nghệ của Hoàng Hà, thế là mời em đi MC mà lập người mình đấy. Tuyệt quá, giọng em mà làm MC á, nhất quả đất. Cô cái gì? Họ mời cô làm MC á? Mời cô làm MC. Tức là dẫn chương trình á? Đấy, và không. Thêm nữa là ở cái không thi đấy, cái câu lạc bộ văn nghệ đấy, có cái quả thằng Hường nó giặt dẹo ấy, thầy bảo là chuẩn bị ra thay thế, đọc người bình thay thế, bởi vì đọc người bình kém quá nên phải thay thế em. Giọng cô đẹp hơn à? Đúng rồi. Này. Giọng cô hả? Nhưng mà cháu đang nghe cô dẫn dẫn chương trình đâu? Chưa dẫn á? Chưa MC bao giờ mà đòi làm MC. Thế bây giờ cô thử được không? Hơi bị khó đấy. Ôi trời ơi. Thử đi. Để em thử nhá. Thử đi. Em thử nhá. Vâng. Cái này khó, phải khó đấy. Vỗ tay. Kính thưa quý vị làm hiểu, kính thưa quý vị khán giả, hôm nay thân mùi đẹp thời, miết thôi thì có mấy lời xin thưa. Không phải là khai, cũng chẳng phải là thưa, sau đây em sẽ khó
giận, mà thương thì thương, mà giận thì giận, mà thương thì thương. Thôi. Em thay đường đi Huế không chịu nổi. Anh ơi anh, xin anh đừng có giận vội. Mà thương thì yên thanh, hoài dự thành cái dòng mình. Rồi. Đây mà. Rồi, đi đấy. Bây giờ mận mới hỏi hòe, vườn hòe nay đã ai hòe hay chưa? Mận hỏi thì hòe xin thưa, thơ nàng như thể con cua ngang khỏe. Tóm lại là cả hai cô chưa làm MC được. Tại sao mình chưa làm MC? MC là phải trịnh trọng, phải đẹp cơ. Đẹp như đúng thế chứ nào nữa. Bố công nhận không? Như thế này chưa làm MC được đâu. Sao lại chưa làm em thưa? Buồn cười thật chứ cơ. Thế cô làm MC cô hát được không? Cô hát được chứ sao không hát được. Giời, hát được. Cô vừa hát xong vừa nghe thấy còn gì nữa. Cô còn chưa xứng âm được đòi hát. Xứng âm á? Hà, trước khi hát phải xứng âm cái gì? Xứng âm thế này thì hò hò hò. Như là gà mắc tóc ấy, như là cái kiến bò quanh miệng chảo ấy. Đây này, phải xứng âm như thế này. Đây thì cũng xứng âm đi. Cô xứng âm nhé. Vâng. Rất cao, rất cao. Này, nghe thế này là cái con bò nó giống. Bò giống con bò giống cái gì? Là cái mồm. Thôi, thôi. Cả hai cô xứng âm như bị bóp cổ ấy. Sao mà bóp cổ? Đây này, bố. Sao không? Quen làm sao thế? À chắc vui quá. Hát. Cái này trên cái chương trình ca nhạc nó có cái mà hát mà không rõ để mình đoán bài hát. Đúng rồi. Cái bài này là bài là anh vẫn đi về qua ngõ nhà em. Anh vẫn đi về qua ngõ nhà em. Mẹ ơi, có phải bài hát không? Tình ơi rồi hát cái con kỳ. Sao? Làm đau bụng. Cô thấy rồi lại đau bụng à? Ôi rồi, hay lại như hôm trước rồi. Rồi, đau quá. Lại tái phát rồi, lại đau bụng quá. Khoai giải quyết, khoai giải quyết. Ôi rồi, Huê ơi, Huê. Ôi chết rồi. Ôi chết rồi. Làm sao thế nhỉ? Hay bố cháu lại bị như hôm trước này, có phải không? Là có khi này ăn phải tiết canh thâu ấy. Ôi dồi ôi, về quê ăn phải lợn gạo đấy mà. Hay là có gì ăn tiết canh hò ấy nhỉ? Không. Riêng ở bên quê ngoại nhà cháu là đặc sản là tiết canh chuột. Không, tiết canh chuột ra. Ôi bố, bố tình hình thế nào rồi? Sao lại cứng đơ ra thế này? Sao lại cứng đơ ra thế này? Có khi là bệnh động kinh thái phát đấy. Cái gì? Động kinh thế nào? Uốn ván. Uốn ván cái con khỉ. Sao? Thằng ruột ngựa rồi. Thôi, hai người bỏ ra. Người ta không biết chuyên môn này cứ lâm tông vào. Để cho cháu khám bệnh cho bố cháu. Khám đi xem nào. Khám đi xem nào. Thôi rồi. Bệnh rồi. Bệnh gì? Bệnh nặng là bệnh gì? Bệnh này là bệnh phổ cập. Phổ cập bệnh gì? Tức là bệnh bị táo gì nhỉ? Táo bón. Táo bón. Đúng. Táo bón. Một tuần nay chỉ có đầu vào không có đầu ra. Ôi trời ơi, thả nào. Bây giờ phải lấy thuốc gì chữa đi. Cứng quá. Đây. Thở mở xem cứng này. Thuốc gì? Đây này, lấy cái loại này đổ vào. Không được, để yên tôi nghe thế nào. Sao mà cứng thế này? Ôi trời ơi, Huệ ơi, cứng lắm Huệ ơi. Cứng quá gì, như kiểu có cái thẻ beng ở trong bụng ấy. Hay đâu, nuốt nhầm sao beng. Nuốt điên nha, nuốt cái gì người ta đang ví von như thế. Dám bảo rằng người ta nuốt thẻ beng cái gì. Nói tóm lại là bây giờ phải tìm ra thuốc mà chữa đi. Để yên thế nào. Quả này mới là tay nghề của vợ thằng Huệ thể hiện lên đây. Thím, nghe thế nào? Để ra bắt cái mạch. Mạch đập thế nào? Bắt cái mạch. Mạch chìm hay là nổi? Thế thế nào? Đau đấy. Đau à? À, thế này, có khách rồi. Thở vô. Khẩn trương lên xem nào. Ra nhanh lên. Đây nào, có khách rồi. Này. Đưa cháu miếng. Trời ơi à, đây là hồi để thành nó Huệ. Ôi trời, cô Mỹ. Cô Mỹ làm sao không đấy? Làm sao? Cô bị đau à? Làm sao? Tại sao để đưa ổi cho bố cháu ăn? Cháu làm nghề lâu năm mà già có cái kinh nghiệm tha truyền cái gì cả. Người ta là dùng độc trị độc, hiểu chưa? Bố cháu bị táo bón. Ăn ổi vào để nó vón cục. Nó bị cơ trong à? Hồi vào thì bê rông sẽ ra. Thuốc này của Mít rất là thành công. Thém đi. Đấy. Cứ thém là gì đấy khỏi ngay. Cô Mít, cháu bảo này. Hắn đi, hắn nuốt đi. Ra đi cho bảo. Cái gì? Này,
Cái này liệu có thành công không? Hiên thâm sẽ thành công này, tuyệt vời. Hay là cô bán bản quyền cho cháu nhá. Để cháu chia tao bán cho mọi người. Thế 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 nào? Tôi đâu? Mềm ta thế nào chưa? Dịu ngay. Hiên thâm này, bắt tay cáo thành công. Cô tuyệt vời, cô tuyệt vời. Lặng yên thế này là tuyệt vời. Khỏi rồi, dịu rồi. Hòe hơi, hòe rồi. Dạ rồi. Mắt ngược thế này, rồi sao đấy? Mắt ngược thế này. Ôi mẹ ơi, đừng có mạnh mẽ gì nữa mẹ ơi. Chết rồi, thay làm sao đây? Chết rồi. Cô, cho bảo đây. Cái thuốc của cô có tác dụng phụ không? Không có tác dụng phụ. Này, thế cô không bảo bố cháu đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng à? Trời ơi, tầm này còn thì giờ nào mà đọc kỹ hướng dẫn sử dụng? Chết rồi, khớp rồi, nó chảy khớp rồi. Thầy yên, cô chuẩn đoán bệnh. Thôi thật. Bây giờ thế nào? Bà Dung ơi, bây giờ theo vô trường hợp này phải mổ ngay lập tức. Mổ ngay. Bên này, khớp tay nó sưng phù lên thế này, mổ sao được, cứng đơ đơ rồi này. Phải mổ. Khổ quá, từ. Này, ôi rồi, thế rồi. Thằng con thế mà. Từ từ, giữ tay bố cháu cứ đập vào mặt cháu này. Này, bây giờ thế này không thể mổ được. Vào lấy cháu cái dao. Dao à? Dao được, có ngay. Bây phải tháo khớp. Tháo khớp à? Bôi dầu ăn vào cho nó trơn là nó mềm ra. Như thế mới khỏi. Mài sạch rồi. Mài sạch chưa? Sạch rồi. Nào, riêng một quả này cho khử khuẩn thuốc của bà đây. Nào, bây giờ nhá, căng cái tay bố cháu ra. Căng để cháu tháo đây. Khớp nào. Nào, tháo khớp. Nào. Thả lỏng ra được rồi à? Mềm rồi. Khỏi rồi. Khỏi rồi. Lại cái gì nữa đây? Cái gì đây? Cứng như bê tông. Mọi người, quá. Buồn. Đây đây, để nguyên, để nguyên. Hội trần cái gì? Không phải hội trần. Bây giờ để cho cháu tháo khớp bụng ra. Ôi, tháo làm sao thế? Làm gì có khớp bụng mà tháo? Bây giờ theo cô nhá. Làm thế nào? Phải phẫu thuật ngay. Phẫu thuật có nghĩa là thế nào? Phẫu thuật có nghĩa là mổ đấy. Mổ cho bố cháu à? Đúng rồi. Này, mày đã học ngoại khoa đâu mà mổ à? Này, mổ. Yên tâm, không cần con nó phải học ngoại khoa mà nó không biết thợ gì rồi. Bố nha, bố là hơi bị khinh thường tài nghệ của con đấy. Con là hơi bị giỏi về cái khoa mổ đấy. Đúng rồi. Này, thì liệu cô có trợ lý cho cháu được không? Khổ quá, cô mổ gà quen rồi. Kinh nghiệm thầy mình rồi, mày cứ mổ đi. Nhưng mà mổ cho người có phức tạp không? Không hề phức tạp một tí nào cả. Cháu bảo đây. Thế nhưng mà trường hợp của bố cháu là mổ moi hay là thế nào? Ôi, kha này cực kỳ nguy hiểm. Cứ mổ phanh ra. Mổ phanh. Cô bị làm sao đấy? Sao? Mổ phanh thì khâu cho nó xấu á. Trời ơi, biết thầm này còn thẩm mỹ cái gì nữa. Bố được con mổ cho con. Vâng ơi. Dạ. Hôm nay là ngày bao nhiêu? Giời ơi, bố đang ốm, đang đau thế này còn hỏi ngày làm gì? Nay là ngày mùng 3 âm lịch. Tao hỏi để sang năm đúng ngày này, mày làm dỗ cho tao. Ôi giời ơi, này, bố nhá, bố đừng có phỉ phui, mà bố đừng khinh thường tài nghệ của con. Đúng rồi. Bố biết hàng Tết con vẫn giết lợn còn gì nữa. Đấy. Biết. Bố biết cái tài của con lắm rồi. Quá tài. Bố được chứng kiến con giết lợn vừa ngày Tết rồi. Vâng. Gớm con lợn lôi hết cả lòng mề ra vẫn cứ chạy băng. Đấy nhá, bây giờ cả lợn cả gà nhá. Gà con chặt đầu vẫn chạy được. Vịt thì chặt chân vẫn bơi được. Mà lợn thì mổ moi vẫn còn sống. Thế người thì làm sao mà chết được. Đúng không? Hoàng cứ yên tâm đi. Nếu như Hoàng không mệnh hệ gì, Mỹ sẽ thích một phần tài sản ra để hương hòa nó Hoàng nhá. Ôi Hoàng ơi, chỉ có mỗi mình em là thương Hoàng thôi Hoàng nhé. Bà yên tâm đi, riêng Huệ hết thôi nhé, phần hương hỏa các bà. Thôi, trật tự. Đây là cái lúc nước sôi lửa bỏng. Thôi. Cho nên phải đồng tâm hiệp lực để cứu cho bố cháu, hiểu chưa? Nghe gì không? Có nghe gì không? Hả? Nó nói gì đây? Này, thanh thủ lúc hết tin, tiến hành luôn. Bây giờ phải làm thế nào, làm thế nào? Vào lấy đâu ngay đây. Rào ra đây. Khăn đó. Lấy cái rổ ra. Sao nhầm mình lấy rổ ra mấy gì thế nhỉ? Cô hỏi rổ mà không biết lấy rổ làm gì à? Cái rổ này để ra chỗ sân này cho sạch sẽ vệ sinh này.
ơi, bổ bụng bố cháu ra, xong để lòng mề vào trong cái rổ này. Có khi phải lấy thêm ít muối nữa. Cô bị dở người à? Ho sao? Có phải là ruột gà, ruột lợn đâu mà lấy muối để mà sát? Ôi đi. Mà cho bảo cô nhá, cô không được để kìm cái này dao kéo vào đâu nhá. Xong tí này nhét vào bụng này là đau. Yên tâm. Này nhưng mà trước khi phẫu thuật Huệ, cho cô hát mấy câu được không? Ơi, hát à? Anh Huệ ơi. Huệ ơi, thế là từ nay nỗi ngả dĩa đi. Biết đến bao giờ Huệ tính lại để gặp lại mít yêu Huệ ơi. Thôi thế là vĩnh biệt từ đây. Thanh thủ núp hết pin làm đi vương ơi. Ôi, ôi, làm được rồi. Ôi, thật xảo nhau. Nhét nhẹ vào mồm nào. Hai, ba. Trời ơi, thôi đi. Sao thế? Sao sau này vào mổ mà lại khỏe như trâu thế này? Làm sao thế? Tôi biết các người rồi. Biết cái gì ạ? Định giết tôi để cướp tài sản chứ gì? Lộ cái mặt ra rồi nhá. Lộ cái mặt hai người ra rồi nhá. Thế này là thế nào? Hóa ra từ nãy đến giờ là thế này là Hà là diễn kịch à?